nếu tự cho là chứng đắc thánh quả, thì có một phần ma thường ưu sầu nhập vào tâm phủ, tay cầm đao kiếm tự cắt thịt mình, vui thích bỏ mạng, hoặc thường lo buồn đi vào rừng núi, không muốn thấy người, mất đi chánh thọ sẽ bị đọa lạc. Giảng: này các ông nghe được đạo lý trong kinh điển này, ghi nhớ là không nên vọng tưởng nghĩ bậy nghĩ bạ, không nên nói mình muốn chết đi hoặc là chán quá, đời không có ý nghĩa hết. Nếu ông thường nghĩ như vậy sẽ chưa đến loài ma này. Trong thế giới này loài ma này rất nhiều, cho nên không nên vọng tưởng, không nên tùy ý nói bậy. Ông nói bậy, ông có vọng tưởng này thì có ma này đến xâm phạm ông, và lúc đó ma đến trên thân của ông sẽ không chịu được. Lúc đó ông sẽ không còn tự do, muốn chết cũng không được. Nhược tác thánh giải: tác hữu nhất phân thường ưu sầu ma. Nếu tự cho là chứng đắc thánh quả, thì có một phần ma thường ưu sầu nhập vào tâm phủ. Ông cho rằng ông ưu sầu, ưu sầu cũng có ma. Tại sao ông ưu sầu? Nếu ông khai mở Phật nhãn, ông nhìn thấy người này không có bực bội thì không có quỷ. Vừa nóng giận thì quỷ này sẽ đến giúp ông nóng giận hơn, nói: nóng hơn một chút đi, giận hơn một chút đi, phiền muộn lo lắng nhiều hơn chút nữa đi, ở phía sau giúp ông nóng giận hơn. Ông không tin, đây là lời chân thật. Nếu ông không tin, cứ từ từ mà thử đi. Nhập kỳ tâm phủ, ma sẽ vào trong người ông. Thủ chấp đao kiếm từ các kỳ nhục, tay cầm đao kiếm từ cắt thịt của mình. Tôi không phải đã kể câu chuyện của người con hiếu họ Dương sao? Tức là đại sư thường nhân mà tôi đã giảng trước kia. Dương Hiếu Tử thủ hiếu bên cạnh mộ. Có lần nọ đang ở trong đình, anh ta nhìn thấy đứa cháu bị giặc cướp bắt đi. Bắt đi, thổ phỉ này muốn bắn chết cháu của anh ta. Anh ta ở trong đình, cách nhau hơn 15 dặm. Tên thổ phỉ vừa bắn súng, anh ở trong đình dùng tay đẩy qua một bên, thì viên đạn không bắn trúng vào người cháu. Người cháu của anh ta bèn chạy đi. Nhưng trong cõi âm thầm u minh cũng có con quỷ đòi mạng. Tên thổ phỉ này tại sao bắt cháu của anh ta đem đi? Tức là chuẩn bị lấy mạng. Vì thế trong u minh âm thầm cũng có con quỷ đòi mạng, có nhân quả này. Vậy thì nay không có giết chết cháu của anh ta, vì không lấy được mạng đó, nên quỷ đòi mạng bèn tìm đến Dương Hiếu Tử. Nhưng không làm gì được Dương Hiếu Tử, thì quỷ này làm sao đây? Thì tìm đến người em thứ hai của Dương Hiếu Tử. Quỷ bèn nhập vào người của Dương Nhị Gia. Dương Nhị Gia tay cầm một con dao lớn, đến mộ tìm Dương Hiếu Tử. Quỷ muốn giết người em thứ hai của Dương Hiếu Tử đi. Đến mộ, điều kỳ lạ là Dương Nhị Gia bị quỷ nhập vào người, cầm đao quơ qua quơ lại muốn chặt vào đầu mình, nhưng mà cái tay cầm đao bị rơi xuống. Dương Hiếu Tử lúc đó đang nhất tâm niệm kinh Kim Cang, lúc đó im lặng không nói gì cả. Vào lúc đó có ai đến đây nữa? Tức là sư phụ của tôi, đại sư Thường Trí. Lúc đó ngài vẫn chưa xuất gia. Ngài ở trong nhà mà tâm rất nóng ruột, rất bồn chồn, không biết việc gì xảy ra, tâm vô cùng không an. À, hay là Hiếu Tử đang thủ hiếu ở mộ phần, có việc gì xảy ra? Vì thế bèn chạy đến mộ. Vừa nhìn, quả nhiên Dương Nhị Gia đang cầm dao muốn chặt đầu. Dương Hiếu Tử bèn viết vài chữ nói: người đi mua một chút giấy vàng bạc, là giấy mà người Trung Quốc thiêu cho người chết. Tôi tụng kinh siêu độ cho nó, bên trong có một con quỷ muốn như thế đó. Như thế Dương Hiếu Tử bèn tụng kinh siêu độ cho quỷ, sau đó mới bình an vô sự. Quỷ đó tức là loại ma này. Nhưng loại ma quỷ này vì muốn lấy mạng, chứ không phải tu hành
mà có loại ma này. Nhưng cũng có thể nói là tu hành mà có loại ma này. Tức vì Dương Hiếu Tử tu hành mà hay để ý những việc không quan trọng, nên chiêu lại loại ma này muốn giết anh em của mình. Quỷ muốn giết Dương Hiếu Tử mà giết không được vì anh ta có định lực, cũng không vọng tưởng nên không làm gì anh ta được, nên tìm đến người em của anh ta. Tự cát kỳ nhục, cho nên mới cắt thịt của mình. Hân kỳ xả thọ, nên ưa thích chết, hoan hỷ chết, hoặc thường ưu sầu, hoặc là thường ưu sầu vô cùng. Cho nên ông nghe đoạn văn này, ông không nên thường có sự không vui, không nên có lúc khóc lóc, cũng không nên có tâm ưu sầu. Tẩu nhập sơn lâm, bất nại kiến nhân. Ưu sầu thì như thế nào? Thì có ma nhập vào thân mình. Một nửa có sức mạnh của quỷ, một nửa có sức mạnh của bản thân mình. Quỷ thì mượn vào cái luồng khí này. Nếu tư tưởng của ông chân chánh thì không có gì. Nếu tư tưởng của ông không chánh thì sẽ chuyển theo quỷ. Nói ưu sầu, ông bè ưu sầu. Càng ưu sầu thì càng ưu sầu, nên chạy vào trong rừng không thấy người. Thất ư chánh thọ, đương tùng luân trụy. Không có chánh thọ, tương lai người này sẽ bị đọa vào địa ngục. Lời ban biên tập. Dưới đây là lời giảng của thường nhân năm 80. Người đó đi vào trong rừng, không phải về hưu, cũng không phải là tu hành. Đây là tính tình cổ quái của người đó, là một cái hành vi có tính chất ma quái, kỳ quặc, làm bộ làm tịch. Không phải muốn đến nơi đó để tu hành, mà là làm những việc diễn vong, không thực tế. Nếu ông cho rằng người đó đi đến kia để tu hành thì thật là sai lầm. Người này làm một việc rất là cổ quái. Rốt cuộc là cho mình xem hay là cho người xem? Bản thân người đó cũng không biết làm cái gì. Vì người đó đã bị ma nhập, tức là ma quỷ quái. Nhìn thấy dáng của anh ta dường như là tu hành, thực tế cái gì cũng không làm. Ở chỗ này phiên dịch cũng nên hiểu tâm lý học. Cần phải để tâm mình vào trong trường hợp này để nghĩ người này là như thế nào. Người này hoặc là chạy lên núi muốn làm chó hay làm mèo thì không nhất định. Người này không thích thấy người, thích cùng với chó mèo vui chơi đùa giỡn, hoặc kiếm một con chim tước. Người này làm nhiều việc cổ quá như vậy để cho người khác xem. Ông phải hiểu đoạn văn này. Tại sao tôi nói cái dáng cổ quái của người này như vậy? Chính vì câu ở phía sau, mất đi chánh thọ. Người này không còn chánh định chánh thọ, đã làm mất đi rồi. Đương nhiên sẽ bị tà ma quỷ quái nhập vào, mất đi chánh định chánh thọ, cho nên sẽ bị chìm đắm. Người này nếu như vào trong rừng sâu núi thẳm để dụng công tu hành, không muốn gặp người, thì làm sao lại bị đọa lạc được? Người này cũng sẽ không bị mất đi chánh định chánh thọ. Do hai câu phía sau chứng minh phía trước người này là tà ma quỷ quái đang ở đó. Dáng thì dường như đang tu hành, thực tế thì không phải như vậy. Không những một đoạn kinh văn như thế này, mà là mỗi một đoạn 50 loại ấm ma đều đưa ra những khuyết điểm, đều là tà ma quỷ quái, đều là không bình thường. Nếu ông nắm được ý này thì sẽ phiên dịch được đoạn văn này. Một chỗ hai ý nghĩa đều có, cũng vì anh ta u sầu. Vì u sầu nên nói chỗ này ồn quá, náo nhiệt quá, vì thế nên tìm một chỗ an tĩnh. Người này không muốn thấy ai cả, thấy ai đó thì hiện ra cái dáng không vui, hoặc là dáng khủng bố, hoặc là có dáng bệnh thần kinh. Đó đều là bất nại kiến nhân, không muốn thấy người. Anh ta nhìn thấy người thì nổi nóng, không thể nhẫn nại. Ví dụ anh ta nhìn thấy người thì hoặc là la hét lên, người đến đây làm gì, bèn làm ồn ào lên. Đó tức là bất nại kiến nhân. Người này nổi giận khi thấy người, nói: tôi đang tu đạo ở đây,
cho việc sắp nhập định ông lại phiền tôi. Đó đều là không muốn thấy người, không nhẫn được. Ông xem người này nói mọi người không để cho anh ta nhập định. Thật ra khi người ta chưa đi, anh ta cũng không nhập định. Khi người ta đi, anh ta muốn nhập định. Ông nói có lạ hay không? Giống như đứa con nít, không có người thì anh ta không khóc, có người thì anh ta muốn khóc. Ví dụ như nói có Phật nhãn, có mắt gì, ông chỉ cần nói có thiện trí thức, có thể biết được tình cảnh của anh ta là tốt rồi. Tôi nói mở Phật nhãn a, vốn không cần phải giảng như vậy. Đương thời vì người không hiểu đạo lý này cho nên nói như vậy. Vậy thì vừa giảng, người bèn chạy đến Phật nhãn. Ví dụ có chỗ nói lý luận, hoặc là lúc không tương hợp với ý nghĩa kinh văn, các ông nay có thể sửa lại. Không phải tôi nói cái gì thì nghe theo cái đó. Nếu như thế thì trí huệ của các ông sẽ không phát sanh. Phải dùng trí huệ của mỗi người để nhìn vấn đề này. Năm 80, thượng nhân giảng bổ sung đến đây. Om ha ha ha, Un sam mo di so ha.